các bạn, hôm nay mình sẽ làm món gà gán. Món này được rất nhiều trẻ nhỏ yêu thích và cũng là một món ăn vặt rất là ngon đó các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm chung với mình. Để làm gà gán thì mình đã mua 1 kg đùi gà công nghiệp nè các bạn. Mình mua 1 kg thì được 5 cái đùi á. Mình không mua cánh, mình chỉ sử dụng đùi thôi. 2 bịch bột chiên giòn, 2 bịch sữa tươi Vinamilk, 3 quả trứng gà. Còn đây là tỏi và hành tím mình đã đập dập đó các bạn. 2 bịch bột chiên xù mình đã cắt ra bỏ vào tô đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đùi gà đi ướp nha các bạn. Trước khi ướp thì chúng ta dùng dao để đâm cho đùi gà lủng từng lỗ như vậy, để khi ướp thì gia vị sẽ thấm vào đùi gà nha. Chúng ta sẽ đâm tới hết phần đùi luôn nha các bạn. Như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đùi gà vào thau. Tiếp theo mình sẽ đổ một bịch sữa tươi vào để ngâm đùi gà nha. Mình sẽ ngâm khoảng 20 phút nha các bạn. Bây giờ mình đã ngâm được 20 phút rồi, mình sẽ vớt đùi gà lên. Tiếp theo mình sẽ cho một muỗng tương ớt vào nha các bạn. Mình sẽ massage cho nó thấm vào đùi gà. Như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tỏi và hành tím mình đã đập dập á, mình bóp lấy phần nước bỏ vào thôi, mình không lấy phần cái nha. Bây giờ mình sẽ trộn lại cho đều là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Mình đã bắt nồi lên và mình sẽ bỏ đùi gà vào hấp. Mình sẽ hấp 15 phút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để nắp lại và hấp 15 phút. Đùi gà đã hấp được 15 phút, gà đã chín rồi nè các bạn. Mình sẽ gấp lên. Rất là ngon luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để ở đây cho đùi gà nguội. Mình sẽ đập 3 quả trứng gà bỏ vào tô. Tiếp theo mình sẽ cho sữa tươi vào. Ở đây là một bịch sữa tươi đó các bạn. Mình sẽ đánh cho trứng tan ra. Như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ cắt một bịch bột chiên giòn bỏ vào sữa nha. Mình sẽ quậy cho bột và trứng sữa hòa quyện vào nhau. Chúng ta sẽ quậy đến khi nào bột tan ra hết luôn nha các bạn. Như vậy là được rồi nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi cắt phần bịch bột chiên giòn còn lại bỏ vào thau luôn. Để chút xíu chúng ta lăn đùi gà,
Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên và cho dầu vào chảo. Khi nào dầu nóng thì chúng ta sẽ thả đùi gà vào chiên. Bây giờ mình sẽ lấy đùi gà lăn vào phần trứng và sữa. Tiếp theo mình sẽ cho vào bột chiên giòn và mình sẽ lăn lại thêm một lần nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ qua bột chiên xù, chúng ta sẽ gãi lên và bóp cho phần bột chiên xù dính vào đùi gà nha các bạn. Chúng ta cứ bóp đến khi nào dính đều vào đùi gà thì chúng ta sẽ bỏ vào chảo dầu để chiên. Tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần đùi gà luôn nhé. Rất là ngon luôn này các bạn. Khi chiên đùi gà thì các bạn nhớ để lửa vừa thôi, không để lửa to quá nha. Và chúng ta sẽ chiên đến khi nào đùi gà chín vàng luôn là được nha. Chúng ta cứ trở qua trở lại nha các bạn. Nhìn rất là ngon luôn, món này được rất nhiều trẻ nhỏ yêu thích luôn đó các bạn. Đùi gà đã vàng rồi nè các bạn, nhìn rất là ngon luôn nè. Như vậy đùi gà đã chín rồi, bây giờ mình sẽ gấp đùi gà lên nha. Wow, rất là hấp dẫn luôn á. Mình sẽ gấp hết luôn. Và đùi gà mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ qua dĩa. Và chúng ta có thể ăn kèm với tương cà và tương ớt. Rất là ngon luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một đùi gà và xé ra cho các bạn xem bên trong. Rất là giòn luôn nè các bạn. Bên trong thịt rất là mềm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mời các bạn nha. Đùi gà bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm. Chấm vào tương cà và tương ớt rất là ngon luôn đó các bạn. Và như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye.